cái máu mạch này nó khá hay ha. Đến bên thì vật chống hú, cái lập trình của nó đặc biệt lắm, cho âm thanh thì vật nhiều bằng số luôn ha. Thì chút xíu mình sẽ test cho các anh em nghe cái tiếng reverb của nó ha. Đó. Rất đặc biệt ha, sẽ không rất không có điều đặc biệt ha. Ok, đây bên trong bom. Thì đây đối với cái mẫu mạch này nó công suất cao ha, 350W. Ok chưa? Động dần. Động dần. Lắp bình nè, bị lỏng chút xíu. The Bluetooth device is ready to pair. Ok, thì mình đang lắp với kết cấu là gì? 4 tắc đơn ha. Thì đối với cái mẫu mạch này thì mình cho phép mình sử dụng là 4 tắc đôi. Con 51, 4 tắc đơn là con 65, hoặc là 5 tắc đơn con 65. Đánh rất ok, mạnh luôn á, căng luôn á ha. Nó cái điều đặc biệt nó là tiếng nó cực kỳ hay luôn ha. Đây. Nó có phần lắp lết nhé theo nhạc ha, lắp lết nhé theo nhạc đây. Thì mình chỉ việc cắm vào thôi. Đó. Có cái The Bluetooth device is connected successfully. Rồi mình tắt nguồn đi, đang lắp bình vô. Xe qua xe lại không có. Ha, bên trong bom mà. Thì xe sẽ 683H có nguồn xung. Ok chưa? Đây là phần lắp micro không dây nè. Thì tất cả được kết hợp trên một mainboard sẽ chống nhiễu tốt hơn nhiều ha. Không có ù xì gì hết ha. Phần lắp micro không dây nè, 8V. Thì mình đang lắp với mic pin 18650 nè ha. Thì khi các anh em mua mic bên mình thì chỉ việc là cắm vào thôi. Còn những mẫu mic khác thì khi lắp cưới gì mà đây, công tắc này ha, công tắc này. Nhìn em thắc mắc là công tắc che sao nhỏ nha, lúc này là ngắt tín hiệu, không có ngắt công suất. Ok chưa, dây dây lớn nè, cái kết nối bình phải dây lớn nè ha, phần công suất là phải kết nối lớn này, ngõ ra lắp led nháy theo nhạc nè. Đây lắp vô đây 12V, thì đây mình phần led mình lắp vô đây nè, cắm vô thôi này, mạch thu led nè, mạch lập trình nè của led nè. Chỉ việc cắm vào thôi, mọi thứ là chỉ việc cắm vào thôi, chạy 12V để cắm đúng nha. Thì mọi thứ nó đã đi theo khuôn rồi nên cắm vào sẽ đúng. Đây bật nguồn lên. Bật công tắc led lên. The Bluetooth device is connected successfully. Nhảy này, mình hồi nãy đầu tiên mình có nói là mẫu mạch này là việc vật dạng ha, đổi chương trình là lập trình theo kiểu văn số ha. Đó. Đây mình thử tiếng micro cho kênh nè, có giống văn số. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này là mình test thô thôi ha, chưa có bọc thùng gì hết ha. Video khác mình sẽ cho vô thùng test cái này. Thì cách chỉnh như sau, thì cách chỉnh của nó đơn giản lắm, cái kiểu lập trình mới nó đều đơn giản lắm. Eco là effect á, hay mid bass, mid chép nè, mid phone nè. Echo là phát mình dặn lên cao, nút đeo là mình ở chỉnh reverb echo tích hợp cho một nút luôn. Đó. Mình chỉnh giảm xuống là reverb này, nhưng mà thường các anh em ca thì nên thêm chút xíu rồi echo, đó, thêm chút xíu echo. Mình thử cái tiếng mic rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, không phải là reverb là kéo ù ù ù ù đâu nha, không phải nha. Anh em nghe cho nó kỹ.
không phải là kéo ù đâu. 1 2 3 4 5 6 5 6 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 5 6 5 6. Nó hấp dẫn như vậy đó. Thì hiện nay lo kéo thì mẫu mạch thì vợt rất là nhiều. Một cái điều đặc biệt là revert nó có hấp dẫn hay không ha, nó một cái chuyện khác nữa ha. Cái đuôi revert nó có hay không nữa, con đuôi nữa. Một hai ba bộ năm sáu bảy tám chín mười. Rồi mình thử cái phần revert khó dơ cô. Chẳng chỉnh nút đeo lớn lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi có nhiều cái chức năng hấp dẫn nữa ha. Có OTG nè, có livestream nè, livestream dài nè ha. Rồi. Mà cho phép mình chỉnh các kiểu nhạc này. Rồi. Nút các sub này. Các sub này. Nút đây này. Đó, nút này là nút chống hú. Đó, in out đủ hết. Ok, mình thích nhẹ thôi. Tới đây mình chưa có giao thông. Đó. Nhanh nhẹ cho anh em. Thì đây mình test một cái đoạn nhạc nhỏ chút xíu xíu ha. Cái nên song.
xíu cho các anh em nghe ha. Quan trọng mình nghe được cái âm reverb ha, nó có nhiều điều khác biệt cho cái mẫu mới, mẫu CS8683H ha. Công suất của nó lên đến 350W, cho phép mình tải loa 4 tấc đôi, sử dụng con 51 hoặc là 4 tấc đơn hoặc 5 tấc đơn, con 65 ha, đánh là ok tuyệt vời ha. Thì nếu anh em nào mà kiểm chứng thì có thể đến với mình sẽ test cho các em xem đó, hàng nó có chất lượng ok không như mình nói không ha. À, ok, mình đang kết nối với cấu hình là 4 mắt đơn, kết thúc bây giờ.